Kính thưa các thầy cô, kính thưa các quý đồng nghiệp, các đầu cầu. Tôi xin thay mặt cho bộ môn được trình bày một cái ứng dụng mà cái kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy cũng mới được triển khai ở trường Đại học Y Hà Nội. Cái kỹ thuật này thì đã triển khai và xác định những cái kháng nguyên HLA-B27 và tế bào TBNK của trong máu bệnh nhân và đã được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thế thì tôi chỉ chia sẻ hôm nay là những cái kiến thức chung về những cái vấn đề là ứng dụng của nó thôi. Còn về mặt kỹ thuật thì cũng không chia sẻ ở đây thì nó cũng rất là chi tiết. Và đây là một cái kỹ thuật mà thuộc nhóm công nghệ cao. Như vậy, như chúng ta đã biết thì đếm tế bào dòng chảy cũng đã được thực hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở Việt Nam và nhiều bệnh viện, đặc biệt là những bệnh viện như huyết học truyền máu trung ương, những bệnh viện mà thường là có những cái xét nghiệm mà liên quan đến máu, chuyên về máu, và đặc biệt là những cái bệnh mà liên quan đến ung thư máu, thì cái máy cái kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy này nó rất là có ích cho các cái bệnh nhân, trong chẩn đoán các bệnh của bệnh nhân. Thì cái phần báo cáo của tôi hôm nay thì trước hết là tôi tóm lược một cái slide về nguyên lý đếm tế bào dòng chảy để chúng ta có cái nhìn cái công nghệ nó thực hiện như thế nào được cái đối với cái tế bào mà chúng ta phân tích ở máu. Thứ hai là vấn đề cái kháng nguyên HLA-B27 thì nó là cái gì và chúng ta đi xác định nó để làm gì và có trên lâm sàng thì chúng ta có ứng dụng gì cho bệnh nhân, thì đây là cái kháng nguyên HLA-B27. Nội dung thứ ba là tế bào lympho B, lympho T và tế bào NK. Thì cái kỹ thuật này cũng cho phép xác định được cùng một ống xét nghiệm mà có thể phân tích được cả ba thành phần tế bào, tức là chúng ta định lượng. Đây tôi muốn nói là chúng ta định lượng số lượng tế bào lympho B, lympho T và tế bào NK trong máu ngoại vi. Thế còn vấn đề chức năng thì sẽ không, cái máy này không thực hiện được cái đó. Nên là nếu ai đó có nghe nói rằng là xác định chức năng tế bào NK thì phải dùng một công nghệ khác chúng ta mới có thể làm được. Đầu tiên thì tôi cũng xin được nói ngắn gọn một chút về cái nguyên lý của đếm tế bào dòng chảy thôi. Về cơ bản thì các cái tế bào mà ở trong máu của chúng ta, như ví dụ như tế bào bạch cầu hay là các loại tế bào bạch cầu, thì ta dựa vào các dấu ấn, gọi là dấu ấn CD đấy, dấu ấn biệt khóa ở trên bề mặt các tế bào của bạch cầu. Ví dụ như là tế bào TCD4 thì bằng dấu ấn CD4, TCD8 thì bằng dấu ấn CD8, là những dấu ấn đặc trưng. Và khi mà người ta nhuộm với kháng thể thì nó được đánh dấu bằng các màu khác nhau. Chúng ta hình dung ở cái sơ đồ ở trên này thì chúng ta sẽ thấy là các màu sắc khác nhau ở đây tương ứng với các cái nhuộm các chất kháng thể khác nhau. Và từ đó khi cái hệ thống này nó đi qua, chúng ta thấy một dòng chảy, tức là một tế bào đi thành một hàng, không có hai hàng, giống như là chúng ta đi vào một cái siêu thị hay một nơi nào đó mà có tia laser để đếm từng người đi qua một, thì xếp hàng như vậy. Chúng ta sẽ thấy là gì, có một cái detector tia laser và nó sẽ kích thích cái kháng thể ở trên này, và các cái màu khác nhau thì sẽ nó đi theo hai cái góc khác nhau, tức là nếu ánh sáng xuyên thẳng tế bào thì có thể cho phép chúng ta biết được kích thước tế bào, còn ánh sáng xuyên đi nghiêng 90 độ như ánh sáng màu tím, các cái màu sắc ở đây thì nó chín đi 90 độ và nó sẽ tách ra được ở phía người ta gọi là tán xạ bên. Tán xạ thẳng thì chúng ta sẽ hình dung được kích thước, và tất cả những cái này thì sẽ qua cái bộ lọc và nó sẽ thu về máy tính và chúng ta sẽ phân tích các tín hiệu bằng máy tính. Thế như vậy là gì, sau khoảng một cái ví dụ giả sử tế bào đếm tế bào TBNK thì ta nhuộm với các dấu ấn khác nhau, trong những dấu ấn ở phía dưới sẽ được lên liệt kê cụ thể, và các màu sắc này nó sẽ được phát hiện và nó sẽ ghi lên các đồ thị hay là các cái phần mềm phân tích ở trên hệ thống máy tính của chúng ta. Như vậy là cái hệ thống, cái nguyên lý của đếm tế bào dòng chảy này có mấy bộ phận. Bộ phận đầu tiên là bộ phận dòng chảy, bộ phận thứ hai là bộ phận laser, bộ phận thứ ba là bộ phận quang học, và bộ phận thứ tư là bộ phận hệ thống về điện tử để nó cho ra tín hiệu điện tử và chúng ta phân tích và trả lời kết quả cho bệnh nhân. Tôi sang phần thứ hai, đó là phần kháng nguyên HLA-B27. Thì đây là một loại kháng nguyên mà lần đầu tiên được
xác định mối liên quan của nó với bệnh viêm, mà đặc biệt là viêm cột sống dính khớp từ năm 1972. Với cái kháng nguyên HLA B27 này thì nó nằm trên bề mặt tế bào bạch cầu, nên tất viết tắt là HLA chính là kháng nguyên bạch cầu của người chúng ta, mà cái tuýp là nhóm B và số là 27. Và ở Hoa Kỳ thì có khoảng 6% dân số có cái kháng nguyên này, tức là ở trong cơ thể cái người đó có cái gen HLA B27, nó sẽ tổng hợp ra một cái kháng nguyên HLA B27 nằm trên bề mặt tế bào của bạch cầu. Đấy. Thế thì khi ta phát hiện những cái người mà có HLA B27 thì có nguy cơ cao đối với những một số các cái bệnh mà được liệt kê ngay ở phía dưới này. Đầu tiên phải kể đến là viêm cột sống dính khớp, là có đến 80-90% số người mà có HLA B27 thì thường là nguy cơ cao với cái bệnh này. Đấy là cái con số cao nhất, và cái bệnh điển hình nhất là viêm cột sống dính khớp. Thứ hai là bệnh viêm khớp phản ứng thì thấp hơn, viêm khớp ở dạng thấp ở trẻ vị thành niên và viêm màng bầu đỏ trước. Thì đây là bốn cái bệnh cơ bản, còn lại còn nhiều cái HLA này còn nhiều các cái liên quan đến một số các bệnh nữa, nhưng nó ít gặp hơn nên tôi không liệt kê ra ở đây. Và bốn cái bệnh chính mà chúng ta biết một số cái tỷ lệ cao từ cao xuống thấp là như vậy. Và đây là hình ảnh điển hình một số các cái dấu hiệu của cái bệnh viêm cột sống dính khớp. Thì ta thấy là các khớp đây nó bên phải là bình thường, bên trái là các nó viêm và xong nó dính lại với nhau như vậy. Hình ảnh viêm khớp dạng thấp dài vị thành niên, đây là cái ảnh minh họa tôi cũng trích dẫn từ trên các cái nguồn trên internet. Và viêm màng bầu đào trước thì đây là hình ảnh mà chúng ta thấy rất nhiều các cái hiện tượng viêm ở xuất hiện trên này. Thì như vậy là gì? Về mặt chúng ta đã biết HLA B27 là cái gì, nó nằm ở đâu rồi, và khi nào chúng ta chỉ định xét nghiệm này. Cái mà người thầy thuốc thấy rằng là bệnh nhân có thể bị đau và viêm cấp tính hoặc mãn tính ở cột sống, ở cổ, ở ngực, và có thể viêm ở mắt và ở khớp nữa, thì thông thường là chúng ta suy nghĩ về nó và có thể chúng ta có thể chỉ định. Thứ hai là chúng ta nghi ngờ các nguyên nhân là do rối loạn tự miễn dịch mà có liên quan đến HLA B27 thì chúng ta cũng sẽ chỉ định làm cái xét nghiệm xác định HLA B27 này. Và cũng như ở trên đã nói rồi, nếu như chúng ta xác định được nó có nó thì nó sẽ liên quan đến một số các bệnh chứ không phải là dấu ấn chẩn đoán chính, gọi là marker chẩn đoán chính thức, còn mà đây là marker chẩn đoán hỗ trợ. Về để xác định nó thì có nhiều các kỹ thuật. Hiện nay thì có thể dùng kỹ thuật sinh học phân tử, chúng ta xác định bằng kỹ thuật real time PCR hay là kỹ thuật PCR thì cũng xác định được. Và có những trường hợp real time PCR chẳng hạn thì người ta có thể xác định được các allele thôi, vì HLA B27 còn có nhiều allele ở dưới nữa. Tuy nhiên thì cái kỹ thuật sinh học phân tử thì nó có cái độ chính xác thì cao nhưng giá thành cũng cao hơn, và thời gian thì phân tích cũng lâu hơn. Nếu chúng ta trả cho kết quả cho bệnh nhân mà thời gian chờ đợi thì cũng đấy cũng là một vấn đề. Và kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy này thì giá thành thấp hơn, kết quả phân tích nhanh hơn. Tuy nhiên nó có những cái phần nó còn có khoảng 10% thì kết quả nghi ngờ, và khi có nghi ngờ như vậy thì chúng ta lại phải xác định lại bằng một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật real time PCR thì chúng ta mới khẳng định chính xác được. Và về ý nghĩa của kết quả xét nghiệm này, nếu nó dương tính thì gì? Kết quả mà xét nghiệm ra cho kết quả trả lời là dương tính thì chúng ta hình dung là ở cái người mang gen HLA B27 này, tức là mang kháng nguyên này, thì có nguy cơ cao phát triển một số các bệnh tự miễn. Còn nếu như bệnh nhân kèm theo một số các triệu chứng khác như ở viêm cột sống dính khớp, hay là những cái trường hợp như chúng ta thấy người nam giới trẻ tuổi dưới 40 tuổi ví dụ như vậy, thì chúng ta cũng có thể góp phần cho chẩn đoán cái bệnh này, viêm cột sống dính khớp ở những người bệnh này. Thứ hai là kết quả âm tính. Thì khi trả lời âm tính có nghĩa là gì? Cái người đó không có cái gen HLA B27 ở trong cái bạch cầu của mình. Và tuy nhiên thì khi trả lời như vậy, vì chúng ta sẽ còn một khoảng bao nhiêu phần trăm đó không, tức là cái xét nghiệm này không đạt 100% được, mà còn một số trường hợp. Nên là khi nói âm tính thì chúng ta cũng không loại trừ khả năng là bệnh nhân có thể vẫn mắc bệnh vì nó nằm ở trong cái khoảng mà HLA B27 âm tính đó. Còn lại kết quả nghi ngờ thì như tôi nói ở trên rồi, chúng ta cần phải xác định là lại bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Thì bộ môn chúng tôi cũng có cả hai cái kỹ thuật này và đã được áp dụng để xác định và trả lời kết quả cho bệnh nhân.
Xin được chuyển sang cái xét nghiệm thứ hai là xét nghiệm tế bào T, B và NK trong máu ngoại vi. Thì trước khi nói đến cái vấn đề thực hiện cái kỹ thuật xét nghiệm này thì tôi cũng chia sẻ một chút là tế bào lympho T và lympho B của chúng ta nằm trong hệ thống miễn dịch nó quan trọng như thế nào. Thứ nhất là tế bào lympho T thì nó thuộc cái hệ thống miễn dịch thu được và thuộc mảng thu được và nó còn bao gồm hai phần là tế bào lympho T và lympho B. Chúng ta hình dung nếu trong người y chúng ta thì hiểu rõ đây là tế bào, nhưng mà những người mà không phải trong người y thì chúng ta cứ hình dung đây là hệ thống miễn dịch rất quan trọng bảo vệ cơ thể chúng ta, giống như là quân đội và công an, hai cái thành phần là như vậy. T và B chúng ta có thể hình dung là như vậy trong một cái đội quân bảo vệ đất nước. Còn tế bào NK thì nó đóng vai trò yếu hơn, nhưng mà nó là một tế bào chuyên tấn công những tế bào nhiễm virus hoặc tế bào bị ung thư. Thế thì hãng sản xuất người ta thiết kế một cái bộ panel các dấu ấn và người ta có thể xác định một bằng một xét nghiệm nhưng có cho ba thông số tế bào số lượng T, B và NK trong cái mẫu máu mà được phân tích đó. Và đây chúng ta, tôi muốn giới thiệu thêm một chút nữa để chúng ta có thể nhớ lại những cái vai trò của các tế bào này trong việc đáp ứng miễn dịch chống lại tác nhân là nhiễm trùng thôi. Thế thì khi mà tác nhân nhiễm trùng xâm nhập vào cơ thể chúng ta thì những ngày đầu này từ 0 giờ đến 12 giờ này là tế bào miễn dịch không đặc hiệu, trong đó có tế bào NK. Ví dụ đại với như là đại thực bào hay là các tế bào tiểu thực bào. Còn tế bào lympho B và lympho T thì nó sẽ chậm hơn và có thể mất đến 7 ngày thì khả năng đáp ứng của tế bào lympho B và lympho T chống lại tác nhân sinh bệnh là nhiễm trùng mới đạt đỉnh cao nhất. Và sau đó thì giảm dần. Thế như vậy là gì? Chúng ta thấy vai trò của ba loại tế bào này trong cái việc mà đáp ứng lại các nhân sinh bệnh đối với tức là bảo vệ cơ thể chúng ta chống lại tác nhân sinh bệnh là rất quan trọng. Vì thế, khi ta xác định nó thì nó góp phần đánh giá tình trạng miễn dịch chung của bệnh nhân. Bệnh nhân có đang ở cái tình trạng miễn dịch như thế nào? Tế bào T, số lượng T, B và NK có bình thường hay không? Và nó có ý nghĩa trên lâm sàng ở một số trường hợp bệnh lý cũng như trong vấn đề nghiên cứu của y học, chúng ta cũng rất người ta ứng dụng rất nhiều trong vấn đề xác định các tế bào này ở trong các cái mẫu hay những cái bệnh nhân khác nhau mà trong những trường hợp chúng ta nghiên cứu. Thế thì cái vấn đề mà xác định tế bào TBNK, tế bào TB và tế bào NK này thì về mặt hình thái là chúng ta không phân biệt được. Thực thì xét nghiệm nếu ta nhuộm tế bào thì lympho là một cái nhóm chung ở đây rồi. Kể cả lympho B và lympho T thì cũng giống nhau. Do đó mà chính là cái kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy như nói nguyên lý ở trên thì chúng ta đi xác định các dấu ấn bề mặt và dấu ấn đặc trưng. Đây là những dấu ấn mà rất quan trọng đối với từng loại tế bào. Và các mũi tên mà tôi chỉ ở trên này, tế bào lympho B có nhiều dấu ấn trên bề mặt, nhưng dấu ấn CD19 là dấu ấn đặc trưng nhất của tế bào lympho B. Nếu ta có xác định CD19 có nghĩa là đây là quần thể tế bào lympho B chúng ta xác nhận được. Cho tế bào lympho T thì nó có hai cái dưới nhóm quan trọng. Nếu như ta xác định dấu ấn CD3 thì đây là tế bào lympho T. Nhưng mà dấu ấn CD4 và CD8 thì sẽ phân biệt được CD4 là tế bào lympho T hỗ trợ, tế bào T CD8. Dấu ấn CD8 là tế bào lympho T gây độc. Lympho T gây độc và lympho T hỗ trợ thì nó có những cái chức năng riêng biệt. Lympho T hỗ trợ thì không tiêu diệt tế bào nào mà chuyên đi điều hành hệ miễn dịch thôi. Còn tế bào lympho T hỗ trợ T diệt gọi là tế bào TC đó thì đây là tế bào mà rất chủ động trong việc tiêu diệt các tế bào nhiễm virus và tế bào ung thư trong cơ thể chúng ta. Nếu không may bị nhiễm những cái con virus ví dụ như là SARS-CoV-2 chẳng hạn thì tế bào TC này là sẽ tiêu diệt những cái tế bào nào mà nhiễm virus SARS-CoV-2 trình báo cho tế bào lympho TC này, nó sẽ tiêu diệt ngay cái tế bào đó. Và tế bào NK thì nó sẽ có hai dấu ấn là CD16 và 56 là dấu ấn đặc trưng của tế bào NK này. Như vậy là gì? Dựa vào các dấu ấn đặc trưng này, người ta có thể đi xác định được các số lượng tuyệt đối của từng thành phần này, từng loại tế bào này trong một mẫu máu và có trong một thể tích nhất định. Đồng thời, người ta có thể xác định được tỷ lệ của tế bào TH trên TC, tức là bình thường chúng ta là TH trên TC lớn hơn 1. Nhưng mà trong những trường hợp chẳng như bệnh nhân nhiễm HIV và chuyển sang AIDS thì TH nó thấp đi thì tỷ lệ này sẽ nhỏ hơn 1 và chúng ta dựa vào tỷ lệ đó chúng ta có thể đánh giá được là khả năng các tế bào nó thay đổi nào trong số bệnh nhân như vậy.
Và đây là các dấu ấn. Nếu như chúng ta nhìn ở cái dấu ấn ở trên ấy, thì chúng ta chỉ sàng lọc ra đây thôi. Những tế bào nào mang dấu ấn CD3 thì có dấu ấn T chung, tức là tổng lympho T tổng số, trong đó có hai phần là TLC4 và TCD8. Còn CD19 thì là lympho B, CD5, 6, 16 là tế bào NK, và ta có thể xác định được tỷ lệ TCD4 trên TCD8. Và kết quả xét nghiệm bao gồm là chúng ta sẽ tính ra phần trăm cũng được, phần trăm của các từng tế bào T, B và NK. Ở trong xét nghiệm máu ngoại vi, tức là công thức máu của chúng ta là chỉ biết được là lympho là bao nhiêu phần trăm thôi, còn không thể tách biệt được T, B hay là tế bào đơn nhân khác nằm trong lẫn trong đó, và chỉ biết là cái tỷ lệ tế bào đơn nhân khoảng 20-25% gì đó. Và cái kết quả xét nghiệm này chúng ta cho chúng ta biết về giá trị tuyệt đối của chúng, và như tôi có nói trên là tế bào, tỷ lệ của tế bào. Và từ đó chúng ta có thể cái góc nhìn đánh giá là tình trạng bệnh nhân đang bị có suy giảm miễn dịch hay không, và suy giảm những dòng nào ở trong máu của bệnh nhân. Thì đây là ứng dụng. Tôi xin lỗi, đây là cái phần mà cái khoảng tham chiếu mà của một cái công ty ở Mỹ, là người ta lấy người khỏe mạnh từ 18 đến 65 tuổi, và người ta đã xác định được tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ số lượng tuyệt đối của các cái loại tế bào này ở trong, và nó có một cái khoảng giới hạn ở trong như thế này. Thì ở Việt Nam chúng ta thì cái việc mà xác định được cái thông số như thế này thì nó đang còn phụ thuộc vào từng bệnh viện và từng cái cơ sở, chứ chưa có thể có thông số hằng số hoặc là chỉ số tham chiếu chung được. Và đây là ý nghĩa của xét nghiệm đếm số bào, lượng tế bào lympho T, lympho B và tế bào NK. Thì đầu tiên là chúng ta muốn biết được tình trạng miễn dịch chung của cơ thể, tức là bệnh nhân có bị suy giảm dòng nào hay không. Nếu như một người nào đó muốn xác định xem là tế bào mình có bị suy giảm ở dòng nào. Thứ hai là suy giảm miễn dịch nguyên phát, thì cái này là thường gặp ở trẻ em, và có hai hội chứng điển hình, đó là hội chứng DiGeorge là suy giảm miễn dịch bẩm sinh dòng tế bào lympho T, và hội chứng Proton là dòng lympho B. Thì qua đó chúng ta có thể xác định được. Và cái bệnh nhân ở bên này là nhiễm trùng da, bệnh nhân có hội chứng Proton, chúng ta thấy là bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng vi khuẩn sinh mủ ở ngoài da. Và trong những trường hợp bị nhiễm virus thì chúng ta cũng có thể đánh giá được là miễn dịch của cơ thể bệnh nhân này như thế nào. Ở đây thì trường hợp này là một cái hình ảnh mà muốn bệnh nhân bị AIDS, nhưng sau đó thì có nhiễm trùng bội nhiễm ở ngoài da mà cũng là nhiễm virus ở trong này. Và cuối cùng là chúng ta thấy là những bệnh nhân mà đang trải qua điều trị can thiệp như ghép hoặc sử dụng corticosteroid là những bệnh nhân mà phải ức chế miễn dịch, thì chúng ta cũng đánh giá xem là ức chế đến đâu, TBNK nó thế nào, thì chúng ta có cái vấn đề theo dõi cho bệnh nhân. Và cuối cùng là cái vấn đề tình trạng miễn dịch ở bệnh nhân ung thư. Thì về cơ bản là chúng ta biết là bệnh nhân ung thư thì thông thường là hệ miễn dịch nhìn chung đã bị suy giảm, vì hai bên, tức là hệ miễn dịch đã tấn công tế bào ung thư, và đến lúc nào đó thì số lượng đã bắt đầu suy giảm. Nhưng mà suy giảm mức độ nào, thì nếu ta xét nghiệm tế bào TBNK này là những thành phần chủ yếu tham gia chống tế bào ung thư, thì chúng ta cũng có thể đánh giá được cái mức độ về suy giảm miễn dịch ở bệnh nhân này như thế nào. Và đấy là những phần mà tôi cũng chia sẻ với quý đồng nghiệp, là về hai cái xét nghiệm mà được ứng dụng bởi cái công nghệ là đếm tế bào dòng chảy thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và bài tôi cũng có một cái phần gọi là bài viết bằng text, thì cũng sẽ được xin đề nghị là upload lên sau. Đây là bài báo cáo mang tính ngắn gọn, và những cái phần gì các quý đồng nghiệp, các thầy cô cần trao đổi thì chúng tôi sẽ trao đổi hôm nay hoặc là những buổi sau. Và xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và quý đồng nghiệp.